Diễn viên Toshiki Nori qua đời ở tuổi 34. Công ty quản lý cho biết Toshiki Nori qua đời do bị xuất huyết não sau tai nạn ngã cầu thang. Ngày 3 tháng 1, Yahoo Japan đưa tin showbiz Nhật Bản đón nhận tin buồn vào đầu năm 2023 với sự ra đi của nam diễn viên Toshiki Nori. Công ty quản lý LDH cho biết Toshiki Nori đã qua đời ở tuổi 34 vào ngày 2 tháng 1 vì xuất huyết não. Công ty HHD cho biết Toshiki Nori gặp sự cố ngã cầu thang khi đi ăn ở nhà hàng tại Tokyo vào ngày 29 tháng 12 năm 2022. Tai nạn khiến anh bị chấn thương nặng ở đầu. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nam diễn viên vẫn không qua khỏi. Trên mạng xã hội, công chúng bày tỏ sự tiếc thương, chia sẻ nỗi đau mất mát người thân với gia đình Toshiki Nori. NHK Japan cho biết Toshiki Nori sinh năm 1989, là người mẫu kiêm diễn viên ở showbiz Nhật Bản. Bà ngoại anh là cố diễn viên nổi tiếng Haruo Akaji. Dưới sự ảnh hưởng của bà, Toshiki Nori đã vào showbiz bất chấp sự phản đối từ cha mẹ. Anh là nghệ sĩ cùng công ty với Akira, chồng siêu mẫu Đài Loan Lâm Chí Linh. Toshiki Nori bắt đầu đóng phim từ năm 22 tuổi. Các tác phẩm nổi bật của nam diễn viên có thể kể đến First Gentleman, Girl of the Rooftop. Vai diễn cuối cùng của anh là trong bộ phim truyền hình 30 tuổi vẫn còn Jin sẽ biến thành phù thủy, lên sóng năm 2020. Trên truyền thông, Toshiki Nori từng buồn tuổi thừa nhận có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt, không sánh bằng người bà quá cố. Anh hy vọng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, danh tiếng của bản thân sẽ nở hoa trước tuổi 40. Tuy nhiên, tâm nguyện của Toshiki Nori không có cơ hội thực hiện vì anh đáng tiếc ra đi khi tuổi vẫn còn trẻ.